Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ỷ Thiên TV trong phần chơi Titan Quest Anniversary Edition. Trong tập trước chúng ta đã đi tới đây, đây là Babylon Outskirts và mình đang có thấy một người dân làng đang cần sự giúp đỡ. I did see this thing was bigger. A horde of monsters and their leader held a terrible weapon. They came this way, slashing and burning everything in their path. Anyone who didn't flee was cut down. Và ông này nói là đã thấy cái con quái vật và nó bay ngang qua đây. Thì nó trên đường nó đi có rất là nhiều những con tùy tùng đi theo. Và chúng đốt hết những cái thứ gì mà chúng tìm thấy trên đường đi. Ai mà chạy không kịp là chỉ có bỏ mạng mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi tìm con theo kinh đó ở trên con đường tơ lụa Siro nè. Và chúng ta cần phải đi tìm con theo kinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra theo hướng này. Và có gì đây? Mấy em này muốn gì? Rồi, ta hạ gục mấy em đó cho nó nhanh và nói chuyện với người dân làng vừa chạy vô. My livestock, my farm. Somebody get the monsters out before I lose everything. Ok, và những con quái vật đã tấn công vào trong cái ngôi làng này, đồng nghĩa với việc ông đó đang bị mất đi những cái mùa màng, những cái con súc vật hay là những cái những cái con gia súc. Chứ không phải là súc vật, nghe ghê quá, những cái con gia súc. Rồi chúng ta sẽ phải cố gắng hạ gục những con đó trước khi nó phá hết mùa màng của ổng. Những con quái vật nó có cái dòng sáng ở đây chính là những con chúng ta cần phải hạ gục để đuổi tụi nó đi. Rồi sau khi chúng ta hạ gục thì chắc chắn là không còn quái nữa rồi. Và nó vừa cập nhật kìa. Mình sẽ quay về nói chuyện. Ta biến bằng cái này cho nó gọn, không cần phải chạy bộ gì đẳng đâu. Chúng ta hãy chạy lại nói chuyện với người dân làng. You killed them. Stranger, you saved my farm. Oh, thank you. Anh đã hạ gục chúng rồi à. Anh đã giải cứu cái đồng ruộng của tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng ta được thưởng 18.000 experience. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ bán đồ trước khi chúng ta đi tiếp. Chúng ta đang đụng độ những em quái mới. Đây là những cái con đười ươi hay con gì đó. Và đánh cũng đau ghê. Đồng thời nó cởi mấy con hổ răng kiếm. Mấy cái con nó có răng nanh dài lắm. Và chúng ta lượm được cái gì vậy? Cây kiếm của tụi nó. Và có gì nữa không? Rồi, và đây là con Saber Lion. Không phải là con hổ mà là con sư tử. Không phải hổ hay cọp mà là sư tử răng kiếm. Món này lạ. Mấy con này nó giống như đười ươi à. Thấy chưa? Quà cái cây cung luôn kìa. Ghê chưa? Bỏ chạy. Ai cho bỏ chạy? Đứng lại. Ở đó mà chạy. Chạy được ích lợi gì? Lát hồi nữa cũng chết mà thôi. Và chúng ta đang đi vào địa phận của Parthian Highland. Những con quái này nó bắn thấy ghê chưa kìa. Và chuyện gì mà làm gì bữa nay nó giật vậy ta? Không biết lý do gì mà bữa nay nó lại giật. Để mình kiểm tra lại xem thử coi. Và một cái checkpoint đã trong tầm mắt. Lại nữa. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài thì vẫn bình thường. Chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tếu thật. Và bây giờ chúng ta hãy chạy xuống bên dưới xem thử có con gì nữa hay không. Toàn là nhện. Và đây là mấy cái con nhện chúng ta đã từng gặp ở bên màn 1 rồi ha. Nhưng mà loại này là loại của khu rừng già. Và chúng ta nhận được một cái khiên. Wow, Exotic Carapace. Cũng mạnh. Ghê thật. Cái khiên đó ghê á. Có vẻ như cái khiên này là loại mới. Trong lần chơi trước thì mình không hề thấy có nó. Rồi và dường như mọi thứ đã ổn định trở lại. Chúng ta sẽ tiếp tục vừa hạ gục mấy em quái vừa đi tới. Mình vừa thoát ra và đăng nhập trở lại. Thì có vẻ như tình trạng lag đó là do game chứ không phải là do máy. Nói chung là có những cái lỗi nhỏ đó thường là nó không ảnh hưởng lớn lắm tới cái quá trình chơi á. Nó không phải là xảy ra quá thường xuyên cho nên có thể nhà phát hành họ không để ý nhiều. Và chúng ta thấy có một cái đoàn xe ở đây. Đây là gần tới con đường tơ lụa rồi. Trước mắt chúng ta là một cái checkpoint và đây là con đường tơ lụa. 18 came this way holding a giant sickle and following it strange beasts like a swarm of insects. They came like rolling dead and then moved on.
I wonder what terrible purpose they move east for. Và con theo King đã đi ngang qua đây, hay là người dân đó đã nói rằng một cái con quái vật khổng lồ cầm một cái lưỡi hái khổng lồ và có rất là nhiều loài côn trùng rất là lạ bu quanh nó và nó đi ngang qua đây. Follow it? That thing with the great blade? Sounds like a fool's errand. But if you are set on it, it's no harder than following the Silk Road. Of course, the path is treacherous, especially this time of year. Rồi nếu mà anh muốn đi theo nó hả? Đó là một cái kiểu như là một cái nhiệm vụ hay là một cái việc rất là ngu xuẩn. Nhưng mà nếu mà anh đã quyết định đi thì cái con đường ở trên Siro trong thời gian này trong năm á, thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Chúng ta vừa phát hiện ra một loại quái mới mang tên là Yeti, hay còn được gọi tiếng Việt là người tuyết á. Thì con này nó không có dấp dáng gì của người tuyết hết đúng không? Thường chúng ta biết là con người tuyết nó màu trắng, nhưng mà con này nó màu xám hả? Và nó sống ở vùng Siro. Thì chỗ này là con đường tơ lụa rồi nè. Và đánh cũng không đau lắm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Ở đằng trước mình đang có một cái shrine và có một cái cửa. Thì những em không biết gọi tên là gì nữa, khỉ đột hay đười ươi gì đó. Chắc là những con người tuyết luôn, nhưng mà thuộc dạng là tiến hóa hơn cái con bự hồi nãy. Mấy con này nó biết sử dụng vũ khí rồi sử dụng này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Mình đang đụng độ một em hero của mấy cái con này. Và chúng ta sẽ đặt cái cờ xuống để hạ gục tụi nó cho dễ dàng. Ơ chết. Đừng. Đau quá vậy. Chắc là con Shaman này nè. Ta hạ gục con Shaman trước. Rồi đó. Chỉ cần hạ gục con Shaman trước là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Rồi. Và chúng ta vừa đi qua cái cửa hồi nãy mình thấy, nhưng mà nó cũng không phải là vùng đất mới. Chúng ta đi lên trên này thì sẽ có một cái trại của tụi này nữa. Chúng ta nên đặt tên cho tụi nó là gì đây? Khỉ đột chăng? Nhìn giống khỉ đột thiệt chứ bộ. Rồi, và ta sẽ đập con này rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Ta phải dòng xuống chăng? Ta phải đi xuyên qua những cái cây. Và nơi này ta hãy bước tới Bactrian Woods. Đây là khu rừng Bactrian hả? Và chúng ta có rất là nhiều những con Saber Lion, là sư tử răng kiếm. Cái răng nó dài như thế này gọi là răng kiếm nè. Và có những con Yeti nữa kìa. Có đồ gì không? Có được một cái suit, chắc là cái áo. Và chúng ta từ từ sẽ đi lên cao hơn thì ngọn núi sẽ được tuyết bao phủ nhiều hơn. Và chắc chắn là những loại quái như Yeti hay là gì đó thì nó mới sống nổi. Tụi kia chắc sống nổi trên cái không khí khắc nghiệt như vậy đâu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng tới. Và mình đã thấy cái checkpoint ở trên bản đồ rồi, nhưng mà trước hết mình sẽ phải tiêu diệt những con quái. Chúng ta đang bước qua một cây cầu nối liền hai nơi, ở giữa là một cái vực thẳm. Và chúng ta phát hiện ra những con Ipen, giống như một con im vậy đó. Nó giống như con dơi vậy đó, ma dơi á. Mà con này là ở trên vùng núi tuyết, cho nên nó chơi ra băng tuyết. Cái nền đất tuyết màu trắng nên chúng ta không thấy nó thở cái thổi cái hơi của tụi nó ra, phải không? À, nó đánh chứ. Có hình như mình thấy hồi nãy có con nào đó nó phà cái tuyết ra thì phải. Mà sao tụi nó toàn đánh tay không vậy? Chúng ta vừa hạ hết những con quái và bước qua vùng Amdo Region. Nơi này vẫn có những cái em khỉ đột này hả? Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục hạ gục những em quái để đi tiếp. Và ở khu vực này thì mình thấy chỉ toàn là những loại quái như thế này thôi. Và lâu lâu có cái con nó cởi con Saber Lion nè. Vừa lên cấp luôn. Chúng ta hạ gục xong những em này trước đi rồi nâng điểm. Bạc. Rồi chết. Và tất nhiên là bây giờ vẫn nâng là 1-1 trước đã. Sau đó ta sẽ dồn hết vào trong điểm Rosscut. Thì Rosscut này chúng ta có thể đánh hạ gục được hai mục tiêu cùng một lúc. Rồi, và lên đường. Chúng ta vừa phát hiện ra một ngôi làng. Đây là Samsung Village. Samsung Village. Không phải Samsung mà là Samsung. Have you seen a Yeti? I went once to the Chumbi Valley into the ice caverns. I saw a Yeti there larger than any other. Maybe this is what the old tales mean when they talk of a giant beneath a mountain in the east. Anh đã từng thấy một con người tuyết hay chưa? Tôi đã bắt gặp một con người tuyết ở trong một cái hang nào đó và nó bự hơn tất cả những con kia rất là nhiều. Thì có thể nó là cái con mà trong truyền thuyết có đề cập. Bây giờ chúng ta vừa nhận nhiệm vụ là phải đi hạ gục con người tuyết đó. Mình sẽ mở cái cửa ở đây trước.
Rồi, đốt lửa lên là được. Và nói chuyện với người này xem. In past times, we would rarely see a Neanderthal. Suddenly, the tribes near us have grown bold. Bold and powerful. For 2 days now, they have attacked us incessantly. If only my son were here. I have not seen him, and these are dangerous times. Từ hồi trước tới giờ thì họ rất là ít thấy những cái loài khỉ đột đó, những cái con mà nó cầm cung cầm gì đó, và họ rất là ít thấy. Nhưng mà bây giờ tụi nó tấn công họ đã 2 lần rồi, và đó là một cái điều không là hay, bởi vì tụi nó sẽ rất là nguy hiểm đối với những cái người trong ngôi làng này. Và chúng ta nhận nhiệm vụ gì? Ta hãy coi thử side quest. Đó là Garen, đó là Mystery in the Mountain. Ta sẽ cần phải coi lý do tại sao, điều gì đã đuổi tụi nói chung là khỉ đột đó ra khỏi nơi ở của tụi nó mà nó chạy ra đây cướp phá. The 18 kingdoms are ruled together from the Silver Palace of Garuda Valley, far south of here. They say that valley is none other than Shambhala, the land of happiness. Our shamans, who we call Domba, tell us of these things. I have never gone so far myself. Ông ta vừa nói về chuyện là 18 cái vương quốc được trị vì bởi một người nào đó, và có một cái thung lũng được gọi là Shambhala, và cái ông shaman hay là ông thầy mo của bộ lạc gọi là như vậy. Và chúng ta có gì ở nơi này nữa? Hello, we're just preparing for the ascent into Natura Pass. Thought we'd be in the east by now, but travel has been rough. Rồi, và họ đang chuẩn bị để lên đường đi xuống Napola hay cái gì đó, cái tên hồi nãy mình không để ý. Và cái con đường đang rất là khó khăn. Chúng ta có thể cất bớt đồ trước khi lên đường nào. Mình đang có nhiều thứ ở trong này. Và có cái gì đây? Amun-Ra Lori, cái đó từ hồi ở bên Ai Cập rồi. Và những cái món này nữa. Bây giờ mình sẽ sắp xếp lại inventory trước khi chúng ta đi tiếp. Ở đây là một cái checkpoint. Chúng ta bước qua cầu để qua địa phận của khu vực khác. Natula Pass. À, là cái chỗ hồi nãy mà cái đoàn xe đó định đi nè. Ông nói là cái đường đi khó khăn là bởi vì những cái con khỉ đột ở đây đang tấn công. Bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp. Chúng ta vừa phát hiện ra một cái hang. Hãy chạy vô trong coi thử. Có con gì trong này? Và có những con quái băng. Ice Sprite, rồi Ram Sprite. Và nó rớt ra cái gì? Demon Blood. Có cả Dizin nữa. Thằng đèn kia. Thằng đèn này mập quá. Ao. Bị tụi nó thổi băng. Xong rồi còn chơi cái băng đó nữa. Tụi này nó có cái chiêu thổi băng làm đông cứng lại. Rất là nguy hiểm. Chúng ta lúc đó sẽ dễ bị ăn đập lắm đó. Và tới đây là hết đường rồi sao? Vẫn còn đường đi xuống. Ta hãy đi xuống xem sao. Vô. Đó, những cái con đó nữa kìa. Và hãy cẩn thận với mấy thằng Dizin này. Có gì không cưng? Và có Dizin. Đây là Corpulent Dizin. Con này nó lại màu xanh lá chứ không phải là màu xanh dương giống như mấy con Dizin kia. Đó, mình đang tuôn nó. Rồi. Và còn một cái chest kìa. Đã đây luôn. Đó, ta đập 2 cái ban đầu. Chạy lại. Ok. Rồi, và tới đây là hết đường. Như vậy đây là hang cục, chứ không có đường đi nào cả. Mình vừa tới một cây cầu bắc qua một cái vực thẳm. Và chúng ta có được checkpoint. Và chúng ta tới được Natula Ridge rồi. Giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới trước xem thử có cái gì hay không. Và bên này là một cái vách núi dựng đứng. Còn bên kia có gì? Để quay lại bên kia cái đã. Có vẻ như đường này là đường đi tới nữa rồi. Mình sẽ hạ gục những con im này một cái. Rồi ta mở cái bonfire luôn. Rồi đúng rồi, đây là đường đi tới. Và không có gì đáng giá. Ta hãy quay lại phía bên trái xem thử bên đó nó có cái gì. Biết đâu được ở đó có một kho do báo, nó được ẩn giấu bên đó thì sao. Qua đây, qua đây. Vô. Và có một cái kho báo rất là vĩ đại. Đây là những cục đá được tồn tại rất là nhiều năm rồi mà không ai khai phá hết. Ghê thật. Chúng ta đang thấy có một con người đang chạy và có một lũ quái chạy theo. Tại sao anh ấy lại bỏ chạy? Ông ta chứ. Ta hãy hạ gục những con quái trước. Và vẫn còn một vài em ở đây. Rồi đó. Và có thể nói chuyện được rồi nè. Well, I thought I was done for.
Thank you, friend. Let's see. How can I repay you? Cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi tưởng tôi chết rồi chứ. Đây là để coi thử coi làm sao tôi có thể trả ơn cho anh. Thì chúng ta được tặng 18.000 kinh nghiệm và một cái nhẫn. Ta hãy vô trong cái hang này xem thử có điều gì thú vị đang chờ đón mình ở trong hay không. Rồi, hang này cũng không rộng lắm và có khá nhiều những cái con đó là quỷ băng. Và có những cái bonfire kìa, kiểm tra. Biết đâu hên có được đồ epic hay gì sao. Rồi, và chúng ta lại tiếp tục thấy có những em quái đang nó dường như là nó trốn ở phía bên dưới. Rồi, đừng có thổi băng, đóng băng tôi. Và chúng ta có được thêm một mớ đồ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường. Chúng ta vừa lấy một cái checkpoint nữa. Và mình đang ở Endo Region. Cũng khá là nhiều những cái con khỉ đột ở đây. Chắc là chúng ta đang đi xuống rồi đó. Hồi nãy chúng ta đã lên tới được đỉnh núi. Bây giờ bắt đầu đi xuống. Đứng lại, còn một hit nữa thôi, sao lại bỏ chạy. Và có thêm những em Saber Lion. Rồi, có vẻ như chúng ta phát hiện ra được một cái danh trại nhỏ của những cái con này rồi. Khi mình nói danh trại là bởi vì chúng ta có những cái cục than rất là lớn. Tụi nó để ở đó, một là để thắp sáng, hai là để làm chất đốt, sưởi ấm. Còn ba là theo như các bạn nói là dùng để tắm đen. Thì có thể là như vậy. Và cứ mỗi lần thấy chỗ đó là chúng ta biết đó là danh trại của tụi nó mà thôi. Rồi, chúng ta có cái Bleeding Dam nên nó có chạy nó cũng chết à. Thằng này vẫn còn không? Và đường đang đi xuống. Chính xác là chúng ta đang hạ sơn. Chúng ta đang bước vào địa phận của Zombie Valley. Rồi, vào mà có một bầy tiểu quỷ ra đón. Rồi, cảm ơn sự đón tiếc nồng nhiệt của các em. Nhưng mà tôi không cần đâu. Rồi, được rồi, đừng có đón tiếp nồng nhiệt như vậy nữa. Và chúng ta sẽ đi xuống. Chúng ta đã ra khỏi nơi núi tuyết. Và bên dưới này là một cái thung lũng cây cỏ xanh tươi. Có một cái checkpoint. Thì mình sẽ lấy checkpoint. Rồi chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.